Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Trà Leng và xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, khiến hàng chục người bị vùi lấp, mất tích, tuyến đường duy nhất dẫn vào hiện trường sạt lở sụt lún nghiêm trọng. Trong diễn biến mới nhất của vụ việc, hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thêm nhiều thi thể. Sau đây là những hình ảnh ngay tại hiện trường được nhóm phóng viên chương trình thường trú tại đây ghi nhận được. Tối ngày 29 tháng 10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã điều lực lượng và đưa 3 cháu nghiệp vụ ngay trong đêm vào đến Quảng Nam. Đến sáng ngày 30 tháng 10, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đưa cháu nghiệp vụ lên hiện trường để đẩy nhanh công tác tìm kiếm. Trưa nay 30 tháng 10, có thêm 2 thi thể được tìm thấy, trong đó có một em bé và một người đàn ông. Hiện tại thời tiết tạnh ráo nên khá thuận lợi. Lực lượng tìm kiếm đang khẩn trương tìm kiếm trong ngày hôm nay vì dự báo các ngày sau sẽ có mưa lớn gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Cũng tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, ghi nhận cho biết đã có thêm một vụ sạt lở nữa tại xã Trà Mai, khiến một người mất tích và một nạn nhân khác bị thương nặng. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, việc tìm kiếm nạn nhân phải tạm dừng vào trưa nay vì trời đổ mưa, khu vực này có nguy cơ sạt lở tiếp. Liên quan đến điểm sạt lở tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, làm cho 13 người mất tích và hơn 1.800 người dân bị cô lập. Sáng nay, Sở Chỉ huy Tiền phương tìm kiếm cứu nạn đã họp bàn phương án tiếp cận hiện trường. Theo ghi nhận, hiện nay đường DH1 đi từ hướng xã Phước Chánh tới Phước Kim đã thông tuyến tới cầu Xà Oai. Tuy nhiên, từ cầu Xà Oai đi vào xã Phước Lộc còn khoảng 50 km, có rất nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng. Điều đáng nói, đây không chỉ là điểm sạt lở đất mà còn là một vụ lũ quét rất nguy hiểm cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Theo thông tin ghi nhận được, thôn 3 xã Phước Lộc nằm ở rừng núi, hai bên có hai con suối. Khi suối tràn thành lũ quét đi thẳng vào làng, cơ quan chức năng nhận định đây là lũ quét chứ không phải sạt lở đất. Vì vậy, công tác tìm kiếm cứu nạn tại chỗ hiện nay rất khó khăn. Ngoài số người mất tích, có khoảng 200 công nhân của nhà máy thủy điện Đắc Mi 2 bị cô lập. Khoảng 1.800 người dân khác cũng trong tình trạng cạn kiệt lương thực. Nếu không cứu trợ kịp thời, người dân có thể bị đói. Nếu thời tiết thuận lợi, địa phương sẽ đề nghị lực lượng quân đội đưa máy bay lên. Thế chúng tôi sẽ giao cho quân sự là phải chuẩn bị ngay lực lượng để mà sẵn sàng chuyển sang cái phương án thứ hai, đó là sử dụng máy bay. Nếu mà thời tiết thuận lợi, tình hình thuận lợi trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề nghị là quân khu cùng với phòng không quân là phải tạo điều kiện để cho máy bay lên và đưa lực lượng sớm nhất tiếp cận vào hiện trường, làm sao đó là phải trước cái cơn bão số 10 này. Do địa hình ở thôn là một thôn quá xa và hiện nay cách trung tâm huyện ở 45 km, đường đi vào đều sạt lở và hiện nay muốn tiếp cận được hiện trường thì phải mất 3-4 tiếng. Với quyết tâm cao nhất, chúng tôi có thể tiếp cận hiện trường để huy động lực lượng và tổ chức tìm kiếm một cách nhanh nhất. Và thưa quý vị, tin mới nhất mà chương trình cập nhật được trong chiều nay, đã có nhiều công nhân của thủy điện Đắc Mi 2 đu dây thoát được ra ngoài an toàn. Điều mà các công nhân này ám ảnh nhất trong những ngày qua là phải chạy thật nhanh để tránh khỏi bị đất đá rơi trúng người. Ghi nhận vào lúc 12 giờ 30 phút hôm nay 30 tháng 10, có khoảng 15 công nhân từ thủy điện Đắc Mi 2 được hỗ trợ vượt sông Đắc Mi thoát ra ngoài. Nhiều công nhân vượt sông thành công nhưng vẫn chưa thôi hốt hoảng. Họ cho biết những ngày qua họ phải chạy sạt lở hàng km để tránh đất đá đổ trúng. Đến 12 giờ 45 phút, có thêm tớp khoảng 10 người vẫn đang đợi đến lượt vượt sông Đắc Mi. Nước tại một số con suối đã rút, một nhóm 9 công nhân của nhà máy thủy điện Đắc Mi 2 cũng đã cố gắng vượt đường rừng để thoát khỏi khu vực bị cô lập. Thời tiết khô tạnh sẽ là điều kiện thuận lợi cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp cận hiện trường. Từ tối 29 đến sáng 30 tháng 10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 và không khí lạnh, tại nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa lớn gây ngập úng trở lại. Đáng chú ý là hình ảnh kinh hoàng xảy ra vào sáng nay tại địa phương này khiến cho nhiều người dân không khỏi ám ảnh. Chỉ trong vòng 1 phút đã có đến 29 mái nhà của người dân bị cuốn văng. Trận lốc xoáy diễn ra khoảng chưa đầy 1 phút ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh sáng nay 30 tháng 10 đã làm tốc mái 29 nhà dân và gãy đổ nhiều cây cối, hư hỏng nhiều tài sản của các gia đình. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài đã khiến cho nước ở khe Bình Lặng chảy qua đoạn TDB3 phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh dâng cao và chảy xiết, làm cho nhiều hộ gia đình sống ở hai bên khe này bị ngập nặng và kéo sập nhà dân. Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tiến hành di dời những hộ dân này đến nơi an toàn. Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi, đặc biệt tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, ngập úng vùng trũng thấp, vùng đô thị, đặc biệt tại Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Đức Thọ, Cam Lộc, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lũ quét, sạt lở đất cấp 2. Còn tại Nghệ An,
Mưa lớn kết hợp với việc hàng loạt nhà máy thủy điện như Châu Khê, Nậm Bô, Châu Thắng đồng loạt xả lũ đã khiến cho nhiều nhà dân ở các huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên ngập sâu trong biển nước. Cụ thể, tại các huyện Đô Lương, Thanh Chương và Anh Sơn, từ chiều tối ngày 29 tháng 10, mưa lớn kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn liên tục đổ về, khiến cho hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Riêng tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, nhiều đội cứu hộ thiện nguyện cũng đã tiếp cận để giải cứu những người đang bị mắc kẹt trong nhà. Nhiều nhà ngập sâu, các đội thiện nguyện cùng công an phải dỡ mái ngói để đưa người ra hoặc tiếp tế thực phẩm. Nhiều tuyến đường lớn trên địa bàn thành phố Vinh bị ngập sâu trong nước từ 0,3 đến 0,6 mét. Quân khu 4 đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ cùng 3 xuồng vượt sông nhẹ thuộc lữ đoàn 873 tiếp cận khu vực ngập lụt ứng cứu người dân. Đến 10 giờ cùng ngày, đơn vị đã di dời được 50 hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn. Bão số 9 đi qua để lại hậu quả tàn khốc, nhưng giữa mất mát đau thương, người dân miền Trung can trường, lạc quan vẫn gồng mình đứng dậy dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa sớm ổn định cuộc sống. Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau bão với 165 nhà sập, gần 85.000 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm công trình trường học trụ sở hư hỏng, hiện người dân đổ xô mua ngói lợp lại mái nhà. Nhu cầu quá lớn dẫn tới nhiều nơi hết hàng, chỗ còn hàng thì làm giá trục lợi trước sự khó khăn của bà con, thưa quý vị. Tại nhiều đại lý vật liệu xây dựng bên quốc lộ 1 đoạn qua xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, hàng trăm người dân kéo đến chen lấn nhau để mua ngói lợp, chất 40 viên ngói bò lên xe ba gác. Vợ chồng ông Bình ở xã Nghĩa Hành, huyện Hành Thịnh than thở đi mua ngói mà giành giật nhau như đánh lộn. Chen lấn từ 6 giờ sáng đến 10 giờ trưa mới mua được mấy chục viên ngói bò, giá mỗi viên 25.000 đồng. Ta phải khắc phục là cho có ở. Nhưng mà bây giờ mà không phục là xả mưa, con đổ số 10 nó chuẩn bị nó vô nữa này. Phải lo chuẩn bị để khắc phục. Giá ngói bò từ 18.000 đồng tăng lên 20 rồi 25.000 đồng trong buổi sáng. Một số hộ dân khó khăn khi thấy giá ngói lên quá cao đã chọn phương án nhặt nhạnh ngói vỡ của cửa hàng thải ra để lợp đỡ mái nhà làm chỗ trú ẩn.